bài của Bố Phước. Nó bảo Phước là cái viết bài này cho ai? Thì cho chị, chứ cho ai? Trời ơi, trễ quá rồi. Tại sao? Tôi tính cô nó 6 tháng rồi. Thì làm sao tôi về, tôi phải nói là như Bố Phước, Bố Phước ơi. Trễ quá rồi. Chị là tính hôn 6 tháng này rồi. Thì chị tính hôn với một người học thuốc mà cao ở bên Phước và tôi. Thì lúc một hai vợ chồng sau sống với nhau cũng hạnh phúc, nhưng mà sau này thì anh đã bị tai biến mạch não, anh qua bên Mỹ, anh ở với con bên kia, thì anh vừa đã mất rồi, thì chị còn sống, và chị đó năm nay chúng tôi năm nay là 91 tuổi, và chị đó năm nay là 88 tuổi, và vẫn còn khác thôi, và cũng có một vợ thêm. Và cách đây năm hai năm về trở về để gặp tôi rồi, thì chỉ ngồi lại chỉ nhắc tôi chỉ hát với cái bài này, hát mà chảy nước mắt. Thì các bạn thấy rằng học nhạc dân tộc và chỉ ra về nhạc dân tộc, dựa trên nhạc dân tộc có thể sáng tạo ra những gì mới, dựa trên nhạc dân tộc rộng mở dân tộc. Các bạn nghe cái bài dạy như vậy, các bạn có thể nghĩ rằng không có cái gì Tây đâu, mà không có cái gì Trung Quốc, mà không có cái gì Nhật Bản, không có cái gì Đại Hàn đấy, Việt Nam. Mà các bạn thấy cái bài dễ thương quá chứ. Hồi nào tới giờ các em có thể nghe bài đó chưa? Không có nghe bài đó chưa? Bài chưa. À, thì đây ngoài ra còn nhiều nữa, ngoài nhiều bài khác nữa. Thì hôm nay chúng nói sơ qua để các cô nghe một cái, để cho chúng ta thấy rằng trong âm nhạc Việt Nam có nhiều cái hay, và những cái hay đó chúng ta có thể dựa trên đó để mà sáng tạo ra cái mới, tức là không phải chỉ bảo tồn gìn giữ chốn cổ mà làm giàu cho chốn cổ. Thành ra, thì ngoài ra thì chú Quang nó mất rồi. À, cô chú Quang là một cái nhà giáo ưu tú mà đường tranh này rất hay. Thế nhưng mà cô làm nên nhiều người và bài sáng tác là nhiều đường tranh mới, mà những bài đó nó có cái phong cách vừa cổ điển Việt Nam mà nó vừa nó có một cái cấu trúc, mà nó có một cái hệ thống, thì thành ra rất hay quá. Mà không biết hôm nay mà bạn ấy còn muốn nghe không, cái là còn gian nữa.